Cửa hàng Đông Cơ Phúc Luân xin kính chào đến tất cả mọi người. Địa chỉ cửa hàng Đông Hà, Đức Linh, Bình Thuận, số điện thoại 0344341710. Mọi người đặt hàng thì liên hệ vào số điện thoại của em hoặc kết bạn Zalo nha mọi người. Thì hôm nay em giới thiệu cho mọi người cái con máy cưa. Cưa con này là cưa Estin 180C nha mọi người. Đây, con 180C, hàng này hàng bãi nha, hàng cực đẹp, hàng siêu VIP luôn á. Bây giờ con này đẹp nguyên zin 100% luôn. Đấy, hàng bãi 180C. Đời của con này sản xuất năm 2004 nha. Con này sản xuất năm 2004 nha mọi người. Có thắng xích đàng hoàng. Đấy, 180C. Cực kỳ nét luôn. Đấy, đặc biệt đời này có nút xả hơi nha. Các bác lớn tuổi nè, xài cái đời có cái nút giảm áp đây nè, là giật rất là nhẹ, đè vô giật nó nổ là máy nó sẽ tự bung ra ha. Này, làm xích của nó này còn rất là ngon luôn ha, làm chưa chạy sơn bao nhiêu hết ha. Thì cái tăng xích này nè, mọi người chỉ cần bẻ cái vành nhựa này lên đó, xong rồi nới ra là mình tăng được xích, tăng trực tiếp trên cái nút màu đen này luôn nha. Không, bồ đồ nó còn sáng giới luôn đó, rất là ngon nha. Hàm rồng của nó, hàm rồng hay hàm rồng gầm cổ nhá, nhưng mà phải gọi là nó còn vàng ươm luôn nha mọi người. Máy này em bán là bao rin 100% luôn á, tại hàng bãi về luôn á, phải gọi là mới. Em mở bên trong cho mọi người tham khảo nè. Đấy, bên trong nhá. Các hãng tin nữa thì bên trong dạng áo đều có dập chữ tin này. Lọc gió thì trắng phau luôn, lọc gió trắng tinh luôn. Bori nè. Đấy, bori này là bori 7A. Thì thông thường những cái bori BR 7A này, đó là bori xịn, bori xịn của Estin đó mọi người. Máy khá là ngon luôn. Đấy. Rồi, thì bây giờ em sẽ test nổ và khởi động luôn ha. Con này thì 3 triệu nha mọi người. Giá của con này là 3 triệu ha. Mọi người xem được thì cứ liên hệ cho em nha, bởi vì kiếm những con đẹp vậy rất là khó. Hàng này hàng mua lựa rồi, nó đã cao rồi mà còn đẹp. Ok luôn, test rất là kỹ nha mọi người. Rất là nhạy nổ nha. Đấy, trên cái chụp giật nó cũng có đóng cái logo của Estin luôn ha mọi người. Logo màu cam của Estin nè. Rồi, mọi chi tiết thì mọi người liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0344341710 để đặt hàng nhé. Giá bán của em này là 3 triệu nha mọi người. Bye bye mọi người ha.